Ngoài cây truyền thống là cây thị thì nhà mình còn có cả cây chay nữa. Nhưng mà cái cây loạt này là loạt bé, nhà mình mới ra nên là cũng chưa muốn bán. Nhưng mà cứ thông tin để cho các bạn biết nha, là nhà mình có cả cây chay. Khi mà ít nữa các cây này nó to lên, lớn như các cây thị mà các bạn có thể nhìn thấy bên cạnh này. Đó, thì các bạn liên lạc với mình để mua nha. Số điện thoại 097 797 3535. Các cái cây chay này sai quả lắm. Đó. Các cây chay bạn nha.